Thử thách ăn không tiếng động. Các thành viên chia làm hai đội, mỗi đội bốc thăm cho mình món ăn phải ăn để thực hiện thử thách. Các thành viên trong đội tiếp sức nhau ăn hết một món nhưng không được gây tiếng động. Mì gói. Xin liều không đi không hả? tự nhiên đứng dậy mỉ vậy hả? Không hả? Không biết là tại sao em chọn anh cuối cùng để tỏ tình cho em. Anh không hứa là anh sẽ có mặt với em tất cả mọi nơi. Anh không hứa là sẽ bên cạnh em mọi lúc. Nhưng mà anh sẽ hứa với em là nếu em yêu anh thì trái tim của anh sẽ luôn thuộc về em. Anh hơn cũng hơn em cũng đâu có nhiêu tuổi đâu. Cho anh hỏi em sinh năm bao nhiêu? Không phải mười mấy tuổi nha, mà là sinh năm bao nhiêu? Ô hồn có một con sắp chú mi. Em có thể gọi là chú cho nó thân thiện. Dạ chú anh làm. Để chú anh làm cho nó thân thiện. Ví dụ như mình có thể nói gì cái nguyên do gì đang ở nhà nấu cơm, từng bay vô đây làm gì vậy? Thấy chưa, người ta chắc kìa, sao ở nhà nấu cơm đi. Tự nhiên mặc đồ như con sáu Hồng Kông vậy. Chén nồi cơm lên đi, gọi cứu hỏa hả? Lên thăm mọi người đã chờ mình có một khoảng thời gian rất là lâu rồi. Đâu ai chờ đâu em. Ủa, ở đây giờ là đây. Cái gì trời, sắp xong show rồi. Ủa, là có đây chờ luôn hả? Nãy giờ mình nói mình đang chờ luôn đó. Leo, bên mình cút đi Leo. Chẳng còn yêu nhau, có chắc trái tim bình yên. Còn nhớ nhau, còn biết đâu xa nhau thế nào. Đôi khi có những điều không phải nói, đôi khi trên môi là những điều giả dối. Đôi khi sau lưng là sự mệt mỏi nhắm mắt, buông lời mọi thứ cũng đành.